Sói đội lốt cừu tiết lộ sự hung hăng của những cá nhân thao túng và những chiến thuật bí mật được che giấu của họ. Tựa sách này cung cấp cho bạn công cụ để nhận thức, chuẩn bị và đối phó với những mánh khóe mà đồng nghiệp, thành viên gia đình và bạn bè của bạn sử dụng. Cuốn sách này dành cho ai? Những người quá lo lắng và sợ hãi bị xã hội từ chối. Những người tin rằng họ có thể đang có mối quan hệ với một kẻ thao túng. Những người muốn học cách chống lại những kẻ thao túng. George Simon là tiến sĩ và là một nhà tâm lý học lâm sàng đến từ Texas, người đã dành 30 năm qua để nghiên cứu hành vi của những nhân cách thao túng và tư vấn cho nạn nhân của họ. Ông cũng là tác giả của tựa sách Sự xáo trộn tính cách, hiện tượng của thời đại chúng ta. Lời tựa: hiểu và đối phó với những người thao túng. Bạn đang bận rộn làm việc và khi bạn nhìn thấy sự tương tác kỳ lạ giữa hai đồng nghiệp, một trong những đồng nghiệp được biết đến với phong thái tôn nghiêm lại bắt đầu có thái độ lạnh lùng và ghẻ lạnh với người kia, cố tình phớt lờ cô ấy và rời khỏi khi cô ấy cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện, bạn sẽ làm gì? Hầu hết chúng ta có lẽ sẽ bào chữa cho hành vi đó, nếu không muốn nói là bỏ qua nó. Chúng ta cho rằng anh ấy đang có một ngày tồi tệ, hoặc anh ấy hẳn đang gặp khó khăn ở nhà. Những hành động như vậy không bị phê bình mà được giải thích và thậm chí được phép. Điều này tất nhiên là sai. Đơn giản là không nên cho phép hành vi thiếu tôn trọng như vậy. Tựa sách này giải thích lý do tại sao nên đối đầu và ngăn chặn những người hành động như vậy, đồng thời cung cấp cho bạn các công cụ và chiến lược để giúp bạn làm việc đó. Bạn sẽ khám phá ra tại sao Sigmund Freud đã sai. Làm thế nào để nhận ra ngay cả những hành vi hung hăng tinh vi nhất? Tại sao một người không chịu trả lời có hoặc không có lẽ đang cố gắng che giấu điều gì đó? 1. Những kẻ thao túng chiến đấu một cách hung hãn và không quan tâm đến đối thủ của họ. Tất cả chúng ta đều đã thấy một người nào đó hạ thấp một người khác trong một cuộc tụ tập xã hội mà không làm cho hung thủ trông xấu đi. Tại sao một người lại làm như vậy? Một số người, những kẻ thao túng, thích chống lại người khác và hạ thấp họ để làm cho mình trông tốt đẹp hơn. Điều này không có nghĩa là những kẻ thao túng là những người duy nhất thực hiện hành vi xấu xa. Thực sự, tất cả chúng ta đều chiến đấu với nó theo thời gian. Quyết đoán đấu tranh cho các nhu cầu chính đáng của chúng ta là cần thiết và mang tính xây dựng, miễn là chúng ta tôn trọng người khác trong quá trình này. Ví dụ, các cầu thủ bóng đá phải cạnh tranh với nhau để giành chiến thắng trong trò chơi, nhưng hãy làm như vậy trong khuôn khổ các quy tắc. Một ví dụ khác có thể được tìm thấy trong chính trị, nơi ý tưởng và tính cách xung đột. Và những ứng cử viên giỏi nhất với ý tưởng tốt nhất cuối cùng được bầu, ít nhất là bởi vì đó là ý tưởng tốt hơn. Vậy những kẻ thao túng khác biệt như thế nào so với chúng ta? Sự khác biệt là họ sẽ chiến đấu hung hãn, thúc đẩy chính họ mà không quan tâm đến cảm xúc, quyền hoặc lợi ích của người khác. Lý do rất đơn giản, những kẻ thao túng thiếu lương tâm. Không giống chúng ta, họ hoàn toàn chỉ tập trung vào tư lợi của mình. Trong khi hầu hết mọi người sẽ tuân theo các quy tắc xã hội, chẳng hạn như không cố ý làm mất lòng mọi người, thì những kẻ thao túng lại coi việc tuân theo các chuẩn mực xã hội như một hành động phục tùng và có thể sẽ coi những chuẩn mực này là mối đe dọa đối với tư lợi của họ. Ví dụ, cha mẹ lôi kéo áp lực với con cái họ là phải đạt được thành tích cao trong trường học hoặc thể thao, mà không quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của con họ hoặc ý kiến của giáo viên và nhà trường. Họ quan tâm đến mong muốn của bản thân hơn là quan tâm đến cách hành động của họ liệu có ảnh hưởng đến con cái. Họ tích cực tìm kiếm địa vị đi kèm với việc trở thành phụ huynh của một học sinh có thành tích cao. 2. Những kẻ thao túng hung hãn thích chiến thuật mặc áo choàng và dao găm. Bạn bị đấm bao nhiêu lần vào mặt trong một ngày bình thường? Trừ khi bạn là một võ sĩ chuyên nghiệp, có lẽ là không lần nào. Điều này có nghĩa là không có kẻ thao túng nào ở xung quanh bạn. Không. Hầu hết những kẻ thao túng không công khai hung hãn, vì vậy có thể có những kẻ thao túng trong cuộc sống của bạn mà bạn không hề hay biết. Có hai loại kẻ thao túng. Những kẻ thao túng quá khích là những kẻ thù địch công khai và không che giấu nỗ lực đe dọa, kiểm soát hoặc làm tổn thương người khác. Ngược lại, những kẻ thao túng bí mật, trong khi cũng tàn nhẫn trong việc chiến đấu để đạt được thứ họ muốn, lại chọn cách che giấu cuộc giao tranh thực sự. Điều quan trọng cần lưu ý là điều này không giống như hành động gây hứng thụ động. Trong trường hợp những kẻ gây hứng thụ động chiến đấu bằng cách tiếp tục thụ động, chẳng hạn như quên làm điều gì đó bạn yêu cầu vì họ tức giận với bạn, những kẻ gây hứng bí mật chủ động sử dụng các phương pháp có tính toán để đạt được điều họ muốn. Ví dụ, trong cùng một tình huống, một kẻ hung hăng bí mật có thể từ chối khi bạn đã đưa ra yêu cầu ngay từ đầu, hoặc chuyển hướng sự chú ý của bạn sang một số vấn đề khác khi đối mặt với nó. Thật không may, sự gây hứng bí mật khá phổ biến trong toàn xã hội do tính hiệu quả của nó. Nói rằng bạn muốn loại bỏ một nhân viên sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ làm cho cuộc sống của họ khó khăn bằng cách giao cho họ quá nhiều việc phải làm, hoặc đặt ra những mục tiêu không thể đạt được
hơn là vượt qua bãi mình nhân sự cần thiết để sa thải họ. Một lợi ích khác của chiến đấu bí mật là nó cho phép người thao túng chiến đấu với đối thủ, trong khi không làm hại danh tiếng của họ. Hãy tưởng tượng một mục sư có tham vọng lớn, khiến anh ta bỏ bê gia đình để theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp của mình. Ẩn sau lòng sùng kính của mình đối với Đức Chúa Trời và các giáo dân của mình, anh ta có thể theo đuổi những tham vọng của mình trong khi vẫn duy trì một hình ảnh tích cực về sự ngoan đạo và trung thành. Kết quả là, không ai nhìn thấy sự mâu thuẫn rõ ràng giữa niềm tin của anh ta và việc anh ta bỏ bê trách nhiệm gia đình. 3. Nạn nhân thường tin những hành vi hung hăng là do những vấn đề hoặc đau khổ của kẻ thao túng. Các lý thuyết của Sigmund Freud về chứng rối loạn thần kinh đã thúc đẩy mạnh mẽ ý tưởng rằng tất cả con người đều bị rối loạn thần kinh bởi vì nhu cầu và mong muốn cơ bản của họ đã bị ức chế theo một cách nào đó. Nguyên tắc này đã trở nên phổ biến đến mức hầu hết mọi người đều cho rằng chứng rối loạn thần kinh luôn là gốc rễ của hành vi hung hăng. Nói với một người một cách bí mật rằng có một đồng nghiệp cạnh tranh của bạn là đồng tính, để rồi sự việc vô tình bại lộ, trong khi biết rõ rằng sếp của họ cực kỳ kỳ thị đồng tính. Có thể bạn nghĩ rằng sự thiếu thận trọng này là kết quả của việc trở thành nạn nhân của chính thủ phạm. Nhưng có lẽ anh ta đã bị tẩy chay trong thời thơ ấu hoặc đang kìm nén những ham muốn tình dục phi quy tắc của chính mình. Vào thời Victoria, khi Freud phát triển các lý thuyết của mình, xã hội cực kỳ bảo thủ và hạn chế theo quan điểm thuần túy về tất cả các xung lực tự nhiên. Điều này có thể đã dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh. Tuy nhiên, xã hội ngày nay lại gặp phải tình trạng ngược lại, một môi trường xã hội quá dễ dãi, trong đó nhiều người bị ức chế quá nhiều. Nếu ai đó hành động gian dối ngày hôm nay, họ không bị kìm nén, họ chỉ đơn giản là một kẻ thao túng. Nhưng những kẻ thao túng không chỉ dựa vào quan điểm của xã hội về hành vi xấu. Thay vào đó, họ làm việc chuyên nghiệp để đổ lỗi và đổ trách nhiệm cho nạn nhân. Những kẻ thao túng có nhiều chiến thuật để đạt được điều này, bao gồm giảm thiểu, nói dối, từ chối hoặc chuyển hướng sự chú ý khỏi hành vi của họ. Ví dụ, một người chỉ nhận và không bao giờ cho đi bất cứ thứ gì trong một mối quan hệ có thể khiến họ sợ gần gũi để thu hút sự cảm thông từ bạn đời, đồng thời làm chệch hướng những gợi ý về mục đích ích kỷ của họ. Họ thậm chí có thể tìm cách khiến nạn nhân cảm thấy tội lỗi vì thiếu tế nhị về vấn đề của họ. 4. Ngăn chặn những kẻ thao túng có nghĩa là học cách nhận ra cả hành vi của họ và của chính bạn. Đến giờ, bạn đã biết cách những kẻ thao túng tiếp cận công việc của họ và cách họ xử lý nó. Trong phần này, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét cách xác định những kẻ thao túng và ngăn chặn hành vi xấu của họ. Bước đầu tiên để ngăn những kẻ thao túng hủy hoại cuộc sống của bạn là nhận biết khi nào bạn đang bào chữa quá nhiều cho ai đó. Ví dụ, có một đồng nghiệp luôn phản ứng thái quá, khiến bạn cảm thấy như mình luôn phải dè chừng. Hay bạn phải liên tục tránh làm những gì đối tác của mình không thích, nếu không sẽ khiến họ khó chịu và không thông cảm. Nếu đúng như vậy, thì bạn có thể đang bị thao túng. Trong những trường hợp như thế này, đã đến lúc ngừng bào chữa cho kẻ thao túng bạn. Nếu bạn cho họ quá nhiều, chắc chắn họ sẽ bóc lột bạn. Điều này có thể khó khăn, bởi vì chúng ta muốn tin rằng tất cả mọi người đều tốt và thuần khiết trong ý định của họ. Nhưng bạn phải nhận ra rằng điều này là vô nghĩa. Để nhận ra kẻ thao túng, hãy đề phòng một số loại hành vi sẽ phản bội ý định của họ. Hãy xem xét một ví dụ để nhận biết những gì cần chú ý. Một người phụ nữ quyết định bỏ chồng sau khi phát hiện ra anh ta đã ngoại tình trong nhiều năm. Anh ta đáp trả bằng cách cố gắng kết tội cô để ở lại, than thở rằng 15 năm hôn nhân đang đi xuống và chê bai cô vi phạm lời hứa thiêng liêng của họ. Khi điều đó không hiệu quả, anh ta cố gắng để cô ấy ở lại bằng cách hỏi tất cả bạn bè và gia đình của họ sẽ nghĩ gì về họ. Anh ta thậm chí có thể cố gắng biến mình thành nạn nhân, cho rằng anh ta là người bị lạm dụng vì cô ấy đã bỏ bê mối quan hệ của họ. Nếu bạn thấy bất kỳ hành vi nào như vậy trong cuộc sống của mình, thì nghĩa là chuông báo động đang bắt đầu vang lên. 5. Hãy vững vàng và quyết đoán khi đối phó với kẻ thao túng. Đôi khi chúng ta thiếu can đảm để chống lại kẻ thao túng. Đồng thời, kinh nghiệm dạy chúng ta rằng hầu hết các vấn đề sẽ không biến mất cho đến khi bạn chống trả. Nhưng cách tốt nhất là gì? Khi đối đầu với kẻ thao túng, hãy tập trung vào hành vi có hại của người đó. Đảm bảo tập trung vào hành động của họ, chứ không phải ý định của họ. Đừng để bản thân bị phân tâm vì lo lắng về trạng thái tinh thần và cách nó có thể gây ra hành vi của họ. Ví dụ, một người nghiện rượu lạm dụng và đánh đập bạn đời của cô ấy, trước hết cần được đối chứng về hành động trước khi xem xét nguyên nhân. Còn nếu chỉ tìm kiếm lời giải thích và lý do cho hành vi lạm dụng và biến kẻ lạm dụng thành nạn nhân thì sẽ thật là không hữu ích. Tiếp theo, khi chống lại kẻ thao túng, hãy đảm bảo rằng bạn giao tiếp với họ một cách rõ ràng và lịch sự. Đảm bảo rằng bạn đưa ra những yêu cầu trực tiếp và chỉ chấp nhận những câu trả lời trực tiếp. Các câu trả lời không phải là có hoặc không để lờ đi câu hỏi, có nghĩa là kẻ thao túng đang cố gắng luồn lách để thoát khỏi cuộc chiến. Tránh mỉa mai,
hạ thấp và đe dọa. Khi đối đầu với một kẻ thao túng hung hãn, điều này sẽ chỉ giúp họ biện minh cho các chiến thuật gây hấn của mình. Đôi khi tìm ra giải pháp đôi bên cũng có lợi cho vấn đề là cách tốt nhất để giải quyết xung đột với kẻ thao túng. Trên tất cả, những kẻ thao túng hung hãn muốn giành chiến thắng. Ghi nhớ điều này, bạn có thể xác định các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận của mình theo cách cung cấp cho kẻ thao túng thứ gì đó mà họ muốn để tối đa hóa cơ hội giải quyết xung đột. Ví dụ, trong trường hợp một người vợ có một anh chồng quá tham vọng và đang bỏ qua cuộc sống gia đình để có được sự thăng tiến trong công việc, và cô ấy muốn cứu vãn mối quan hệ này, có thể đề xuất một thỏa thuận, cô ấy sẽ tích cực ủng hộ tham vọng của chồng. Và đổi lại, anh ấy sẽ dành nhiều thời gian hơn với gia đình vào cuối tuần và vào buổi tối. 6. Bạn chỉ có thể đánh bại kẻ thao túng bằng cách hiểu rõ bản thân. Thông thường, bạn càng hiểu rõ bản thân mình, thì mối quan hệ của bạn với phần còn lại của thế giới càng tốt. Điều này đặc biệt đúng khi đối phó với những kẻ thao túng hung hãn, những người có thể biết rõ điểm yếu của bạn hơn cả bạn. Để tránh bị thao túng, điều quan trọng là phải khắc phục những khuyết điểm trong tính cách mà kẻ thao túng có thể dễ dàng khai thác, chẳng hạn như lòng tự trọng thấp, ngây thơ hoặc phụ thuộc vào cảm xúc. Quan trọng nhất, bạn phải luôn thành thật với bản thân về nhu cầu và mong muốn của mình trong một tình huống nhất định. Nếu bạn có nhu cầu cảm thấy có giá trị và được tôn trọng, bạn có thể phụ thuộc vào sự chấp thuận của người khác đối với ý thức về giá trị bản thân. Xu hướng này có thể dễ dàng bị lợi dụng bởi những kẻ thao túng, những người có thể mang đến cho bạn những niềm vui đơn giản nhưng đồng thời lại đối xử tệ bạc với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thức được thực tế rằng bạn khao khát sự chú ý này và chấp nhận nó như một phần tính cách của mình, bạn có thể phân biệt rõ hơn khi nào mình đang bị thao túng. Ví dụ, một bà nội trợ có thể từ chối cơ hội hoàn thành bằng đại học hoặc theo đuổi một ước mơ dài hạn khác vì đối với chồng, cô ấy là người vợ toàn thời gian cho gia đình. Nhưng nếu cô ấy không thành thật với bản thân về ước mơ của riêng mình và vẫn phụ thuộc vào mong muốn của chồng, thì cô ấy sẽ không thể bước ra ngoài cái bóng của anh ấy. Trước tiên, cô ấy phải thành thật với bản thân về những gì cô ấy muốn trước khi có thể thực hiện bất kỳ bước nào để cải thiện tình hình của mình. Thông điệp chính của tựa sách này là không phải tất cả mọi người đều tốt bụng hoặc thấu cảm. Trên thực tế, một số kẻ thao túng sử dụng các thủ đoạn thao túng bí mật mà nạn nhân khó nhận ra và phản kháng. Những kẻ thao túng chuyên đi chệch hướng, hợp lý hóa và lật ngược thế cờ đối với những người bắt đầu nhìn thấu được các thủ đoạn gian dối của họ. Nếu bạn cảm thấy như mình đang bị tấn công hoặc bị thao túng, hãy tin tưởng vào bản lĩnh của bản thân và cố gắng đừng để những kẻ đang thao túng làm lung lay bạn một cách dễ dàng. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.